channel của mình nha. Đây là vlog thăm nhà bạn của mình này. Bây giờ hôm nay mình visit đến nhà bạn Tuấn Tèo này các bạn. Đây mọi người, đây đâu. Đây là phòng học và phòng ngủ của bạn. Các bạn Tuấn Tèo này các bạn ơi. Thật sự rất là khó khăn. Mình rất là cảm động khi thấy được cái cảnh này các bạn ạ. Các bạn nhỉ. Phòng này mình cảm động với hoàn cảnh của bạn Tuấn Tèo các bạn ơi. Love.